quá chừng thơm luôn, bát cát luôn cái nè. Một nhà lan. Lan Úc cái loại này rất là mắc tiền. Nó thơm cực kỳ luôn. Đây nè, đẹp chưa? Nó ra bông cái nhánh nó to mà nó dài đẹp quá. Cái cây ở nhà mình nó ra cái nhánh nó ngắn ngắn thôi chứ nó không có được to. Ở đây người ta chăm sóc nó tốt ghê không này. Quá chừng đẹp ha. Có loại màu trắng nè. Đẹp chưa? Nó quá chừng thơm luôn á anh. Wow. Thơm ơi là thơm luôn anh nè. Cái này là đúng là mùa lan nở rồi nè. Quá chừng đẹp không? Hai vợ chồng xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Đợt trước á, mình vô cái vườn á, Magnolia Garden Nursery để quay mấy cái cây cây lan, cái vườn lan này nè, thì lúc đó nó đang có nụ thôi nè, nụ bút bút thôi. Đó. Nhưng mà hôm nay á, là nó nở rộ lên luôn nè, quá chừng luôn không? Quá chừng đẹp luôn. Mà cái loại lan này á, nó rất là thơm. Khi mà nó nở rồi mình đi ngang thôi là mình nghe cái mùi thơm nó giống như là cái mùi hoa sứ anh được không anh? Hoa sứ hả? Cái mùi á. Không biết đó, anh không biết anh hoa không biết cái sứ mùi mùi hoa sứ gì, hả? mùi Nó sao. nghe cái mùi giống như là bông bông sứ vậy đó, nghe cái dáng dạng giống giống vậy đó, nó rất là thơm luôn. Thì hôm nay mình thấy là nó có hai loại, màu trắng với màu vàng. Nãy mình có hỏi cái cô chủ vườn rồi thì hỏi cái giá đó thì cổ nói là cổ cũng không có rành, là tại vì cái người bán thì cô Bên bác không, này bà bác không, bên ở bà bà bác bán mà bà bác nay không có ra cho nên là không có biết giá, nhưng mà thường chỉ nói là có chậu thì mấy chục, có chậu thì nó mấy trăm, tùy theo cái chậu lớn nhỏ mà cái giá nó khác nhau, cho hình nên như là cái nó không này nó chính xác. có hai ba loại gì đó, Cho tại nên vì tùy có theo loại có loại mấy chục, có loại mấy trăm mấy đô, trăm đô. mà cái loại này là của Lan Úc phải không? Lan Úc, họ nói là Lan Úc đó. Quá chừng đẹp không, bông quá chừng bông này. Hôm nay hai vợ chồng mình đi vô trong đây để mua một ít cây rau cải, cây giống này kia để về trồng. Một số ở nhà mình ươm rồi, còn một số thì mình ươm nó không có được tốt á, cho nên là thôi mình ra đây mình mua họ ươm nó tốt hơn. Nên hôm nay mình ra mình lấy mấy cây đậu rồng. Thấy mấy cái cây nhỏ nhỏ không lớn anh hả? Ừ, chắc nó Chắc ươm mới mới lên á, thôi. chắc mới ươm á. Rồi bây Nhưng giờ mà mình lát đi. em lấy luôn không? Chắc hồi lấy luôn sẵn ra đó. Bây giờ mình đi vòng quanh cái khu vườn lan này cái quay cho cô chú anh chị các bạn xem, sau đó mình trở ra cái chỗ mà họ ươm mấy cây giống đó thì để quay cho cô chú anh chị các bạn xem là ở ngoài đó họ có những cái loại rau cải hoặc là bầu mướp bí gì đó, nếu mà ai có cần thì có thể là ra ngoài đây mua về trồng nha, họ ươm sẵn. Còn mình đó thì mua hạt về mình ươm rồi, mình chỉ mua một ít thôi. Cái mùi nó thơm nực nồng luôn, ai mà bị dị ứng chắc không có vô đây được quá. Thơm quá chừng thơm luôn cây này. Cái chậu nào chậu đó nó to đùng luôn á. Quá chừng chưa, quá chừng chưa. Nguyên một cái khu này là lan không luôn. Ở bên kia nữa, bên kia thì mình thấy mấy cái cây nó cũng nhỏ nhỏ thôi, chưa có nhiều, không có trổ nhiều. Còn khu bên đây là nó quá chừng nhiều luôn nè. Ở đây thì họ trồng á, là ở dưới một cái nhà, giống như là không phải cái nhà, giống như là một cái họ che một cái khu có miếng lưới như thế này nè, nó có nắng nhẹ thôi chứ không phải là nắng trực tiếp thì mấy cái lan này nó sẽ không có chịu tốt. Không mắc lắm, mấy cái lan này mắc lắm luôn á. Cái gỗ hả? Một rừng lan khủng khiếp luôn, đẹp vô cùng đẹp. Như ở đây thì có những cái loại lan khác nữa nè, thấy cái bông kìa, này chắc lan này là để treo lên cho nó lòng thòng xuống quá, nó màu tím đó, nó chưa có ra bông ha. Ở đây cái loại mấy cái loại mà đất, mà không phải đất, mấy cái loại gỗ mà người ta trộn lên để người ta trồng lan nè. Rồi đây có loại loại nhỏ, loại gỗ nhỏ này. Mình không có phải là chuyên trồng lan cho nên là không có rành về mấy cái này. Rồi họ để mót vô nữa ha. Đó. Họ chuẩn bị họ chiết ra hay sao đó, hồi nãy nghe cái cô chủ vườn nói là họ muốn chiết ra cho nó ra những cái chậu nhỏ nhỏ đó thì bán nó sẽ dễ hơn, còn những cái chậu lớn như thế này thì nó mắc lắm.
Cái hoa lan Úc này nó rất là mắc. Đẹp ghê không? Nó thơm bát ngát luôn á. Coi nè. À. Coi nè, cái nhánh này nó đẹp ghê chưa? Nó thơm. Cái cây này thì nó màu trắng. Ê, cái màu trắng em thấy nó không thơm mà màu vàng anh. Cái màu vàng ấy nó thơm hơn. Đẹp quá. Quá chừng chưa nè. Nó. Mấy cái chậu màu trắng, cái thân nó thấy nó to ghê nè. Đẹp không? Đi đi đi, bây giờ đi ra đằng trước sân để coi. Để coi mấy cái rau củ quả gì đó, quay cho cô chú chị các bạn xem nha. À, lần trước á, thì mình tới đây mình quay mấy cái lan thì nó búp búp thôi, với lại mấy cái cây mãng cầu á, họ đang tháp anh hả, kêu là tháp anh hả, phải không? Ghép hả? Đó, đợt trước mình tới là lá nó chưa có ha, chỉ nhánh thôi anh. Nó có nhiều màu nha anh nè, không biết là tại vì xài dây hay là tại cố tình ha nè. À, để phân loại ra đó. Thì đó em thấy nè, cái này màu đỏ hen, bên đây thì có loại họ quấn cái màu xanh nè, rồi màu cam, màu hồng. Cho nên là mình không biết là tại vì họ cố tình họ phân loại ra hay là họ mua hết dây họ xài màu khác. Nhiều ghê không? Còn bên đây là mấy cái củ kiệu ha, củ kiệu giống nè. Có rất là nhiều người hỏi mình mua kiệu ở đâu. Thì mình đã nói rất là nhiều lần trong video rồi, thì cái vườn cây Magnolia Garden Nursery họ có bán nha. Đó, rồi bây giờ thì lên đằng trước mình quay mấy cái rau củ quả gì đó cho cô chú anh chị các bạn xem. Để có ai có muốn cần mua thì có thể xem thì ra mua ha. Mùa này là mùa trồng rau cải, trồng rau củ, cây ăn trái. Mình quay cái khu đằng đây là cái khu để rau cải nè, bầu mướp bí khổ qua, hầu như là cái gì cũng có hết. Để coi cái gì đây, rau cái gì quên này, cái gì quên rồi, bù ngót, tự nhiên quên mất tiêu, bù ngót, lá xương sâm cũng có nha, lá xương sâm đó có sẵn hết rồi đó, đang nó đang lên đó. Đây củ kiệu ha. Rồi cái rau này là rau mà hổm mình trồng mà mình thu hoạch, có người hỏi cần nước hay cần nước gì đó, hai cái đó mình có lộn hoài à. Đó. Rồi cái này. Cái này cái gì đây? Hình như cũng rau tầng nước. Đó, này hành nè. Củ kiệu 5 đồng cho một chậu ha. Có giá luôn, 5 đồng cho một chậu như thế này nè. 5 đồng cho một chậu. Ở đây họ cũng đang ươm, nó đang cũng nhu nhú ra thôi chứ chưa có lớn. Hẹ thì 4 đồng cho một chậu ha. Đó, hẹ đằng kia kìa, nhìn xa giống như là lá củ kiệu vậy đó. Nó hẹ thì 4 đồng cho một chậu. Đây là cóc thái là 120 đồng nha, tùy theo cái chậu lớn nhỏ. Khế nè. Rồi cây đó cây gì đây? À, cây sabuche. Cái cây sabuche loại này nè. Alo nè, anh đọc là sao? Là 125 đồng cho một chậu ha. Đây cái cây sabuche nè. Khế ngọt, khế này ngọt mình ăn rồi nha, rất là ngọt, rất là ngon. Xài trái lắm luôn, không để giá. Hồi lúc trước mình đi nghe nói 85 hay gì á, không biết phải không, cái đó không chính xác. Nhưng mà mấy cái này là có để bảng giá nè. Nó 120 đồng cho cái cây cốc Thái Lan 10 ga lông. Đằng đây là nhiều lắm. Đằng đây nhiều mấy cái loại rau cải lắm. Đây nè. Đó. Bầu thì 3 đồng cho một chậu ha. Từng ô thì 3 đồng cho một chậu. Mướp cũng 3 đồng cho một chậu. Để coi một chậu nó là 1, 2 cây hay là mấy cây nha. Là đằng đây mình quay thử. Ở đây thì cũng có mấy cái cây cà pháo á, trái tròn tròn nhỏ nhỏ màu trắng. Cái này cái gì ta? Cái gì lạ ha? Không biết. Này cái bông, nó là một loại bông. Một loại bông thôi. Hay. Rồi là đây mình coi thử nha. Đây là rất là nhiều. Rất là nhiều. Cái này cây rau gì? Bồ công anh. 10 đồng cho chậu cây rau bồ công anh.
tía tô 4 đồng cho một chậu. Một chậu nó hình như mình thấy khoảng 4 cho tới 5 cây. Đó, 4 đồng cho một chậu cây tía tô. Sau má bạc hà kinh giới. Ngày hôm nay mình sẽ lấy mấy chậu đậu rồng. Nó mới ươm lên, mới nhú lên thôi. Nhưng mà hồi kệ, mình sẵn ra lấy luôn. Này gì ta? Chắc khổ qua quá. Cái này bầu hả chị Diễm hả? Bầu, bầu sao? Nhiêu một chậu chị Diễm hả? 3 đồng. Mơ ba đồng. Dạ. Dạ. Một chậu khoảng 2 cây, có chậu thì được 3 cây. Nhiều ghê không? Hôm nay thì mình sẽ lấy chắc 2 chậu đậu rồng để về mình trồng. Đợt trước mình có ươm nhưng mà nó không có thành công. Thấy nó cây nó eo ọt lắm cho nên thôi mình ra mình lấy ngoài đây họ ươm sẵn đó. Thì đem về mình trồng luôn, khỏi ươm lại. Đó, thì sẵn tiện cũng quay cho cô chú chị các bạn xem để mà ai có cần mua những cái loại mà rau cải hay là bầu mướp bí gì đó để muốn mua về trồng đó, thì có thể thấy ra đây mua về trồng nha. Còn ở đây là cây saboche, trái quá chừng, cây này to quá chừng to nè. Đó, trái lủng la lủng lẳng rồi nè. Đã đi dạo. Nhiều chưa? Đợt trước mình ra đó thì định lấy cái cây táo tàu á, thì cái cây của nó chưa có ra lá cho nên là chưa có cho đem về, chưa có bán ra ngoài. Nhưng hôm nay á, thì mình thấy là nó ra lu lú ra cái lá nhỏ nhỏ rồi nè. Đó thì mình nghĩ là chắc có thể đem về được rồi. Nhưng mà hôm nay để coi hỏi cái cô chủ vườn có cho bán ra cái này, loại này ra ngoài chưa. Thường thì họ kỹ đó, họ muốn để cho cây nó thật sự là nó sống, nó phát triển tốt thì họ mới bán cho mình đem về. Chứ nếu không nó đem về mình không biết chăm sóc á, trồng nhiều khi chết thì họ không có chịu. Đó, mấy cái cây này cây ổi nè. Hôm nay chắc mình lấy đậu rồng thôi. Chứ cây này chắc đợi cho nó phát triển mạnh chút xíu nữa thì mình sẽ ra lấy sau. Rất là nhiều loại mãng cầu. Rồi ổi nè. Mùa này mùa trồng cây nha, trồng rau củ quả. Cô chú anh chị các bạn nào mà ai có cần muốn mua về trồng thì có thể ra xem ha. Cây này gì đấy? Cherry hả? À cái cây cherry hả? Giống cái lá giống cherry đó. À, có vài người hỏi mua chanh dây ở đâu thì mình thấy ở đây cũng có chanh dây nè nha. Để coi cái giá, không thấy để giá. Rất là muốn quay cái giá cho cô chú chị các bạn xem nhưng mà không phải cái loại nào cũng để có loại không cho nên là cũng không có biết được. Hôm nay thì nó rất là đông ha, nhiều người ra mua.